thành phố ngàn hoa, xứ sở tình yêu, thành phố mộng mơ hay xứ hoa đào là những cái tên mà người ta đặt cho Đà Lạt. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên về phía đông bắc tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt sở hữu khí hậu tuyệt vời với rừng thông bạt ngàn, rất nhiều hồ nước, sông suối. Do đó, nơi đây lúc nào cũng đẹp, cũng mát dịu, cũng nên thơ. Ngoài những vẻ đẹp tự nhiên, Đà Lạt còn ẩn chứa trong mình những dấu ấn văn hóa từ những nghề thủ công mà có lẽ chỉ Đà Lạt mới có. Nghề cơ lòng ở Đà Lạt có từ trước những năm 70 của thế kỷ 20, do giáo sĩ Gomez người Tây Ban Nha mang từ nước ngoài về truyền dạy cho học sinh trường kỹ thuật La San Đà Lạt, một trong những trường vừa dạy chương trình phổ thông, vừa giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp. Sau đó được một số học trò của trường phát huy dựa trên nguồn nguyên liệu gỗ sẵn có ở địa phương là thông và bạch tùng. Chẳng bao lâu sau, nó đã trở thành một nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng ở Đà Lạt trong thập niên 70 với nhiều sản phẩm được du khách rất ưa chuộng. Thời đó thì tôi còn trẻ, lúc đó khoảng 17 tuổi. Thế rồi cái nghề này từ mấy phe đó, đó thì qua bên Đức đó, thì tình cờ là thấy cái cưa lọng này. Cưa lọng này thì ở bên đó nó cưa, nó làm vàng. Thì khi mà mấy thầy có ý tưởng khi mà về Việt Nam mình thì lúc đó thầy mới làm thử qua gỗ. Thì khi mà đã được thì thấy được rồi thì lúc đó thì thầy mới ra phổ biến ra cái này. Thì từ đó thì mình mới biết cái nghề này. Để làm được một sản phẩm cưa lỏng, việc chọn gỗ là rất quan trọng. Gỗ dùng cho các sản phẩm này chủ yếu là bạch tùng, loại gỗ có đặc điểm nhẹ, mềm, dễ cưa, dễ tạo hình. Nghệ nhân Ngô Văn Nghĩa đã có gần nửa đời người gắn bó với nghề cưa lỏng. Miệt mài với từng mảnh gỗ, từng đường cưa, mỗi sản phẩm của ông trở nên tinh tế, mềm mại đến lạ thường. Nghề cưa lọng này thì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là cái cần cưa và lưỡi cưa. Sau đó gỗ thì ta phải lựa gỗ mềm. Chứ cứng quá thì cưa rất là lâu và có khi gãy lưỡi cưa. Thí dụ như muốn cưa một cái bông hồng này thì trước tiên là ý tưởng của mình vẽ được cái bông hồng này đã. Rồi á, ta mới can qua bên gỗ. Bắt đầu ta mới cưa cho trở thành thành phẩm. Thì lúc đó nó xảy ra như thế nào. Để khi mình đạt tới cái tư tưởng thì mình điều chỉnh được hết, thì lúc đó thì khỏi cần vẽ và mình có thể phác họa trong đầu là mình có thể làm được hết cả. Với những sản phẩm nhiều chi tiết, các chi tiết được cưa theo thiết kế rồi lắp kép với nhau để thành một sản phẩm hoàn thiện,